Trương Quỳnh Anh hạnh phúc đi ăn cùng người đặc biệt, ông xã Thúy Diễm nói một câu ngay và luôn. Năm 2018, Trương Quỳnh Anh xác nhận ly hôn với Tim sau nhiều năm chung sống. Hậu tan vỡ, nữ diễn viên tập trung hoạt động nghệ thuật và nuôi dưỡng con trai tên Yuri. Mới đây nhất, Trương Quỳnh Anh đăng tải khoảnh khắc đi ăn cùng con trai, bạn thích thì hai mình đi ăn thôi. Trong hình ảnh được chia sẻ, nhan sắc ít son phấn của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 12, quý tử nhà Trương Quỳnh Anh gây chú ý vì gương mặt điển trai, mái tóc xoăn tích chẳng khác nào Mỹ Nam Hàn Quốc. Phía dưới bài viết, nhiều người không ngần ngại trêu chọc Trương Quỳnh Anh và con trai vì quá giống hai chị em. Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi đi ăn cùng con trai Sushi Lương Thế Thành hài hước yêu cầu Trương Quỳnh Anh bớt chung bỏ lại. Theo tìm hiểu, bé Sushi hiện đang học cấp 2 tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù bận rộn với công việc nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động học hành cùng con. Cô cho biết nhóc thì chính là động lực của bản thân trong cuộc sống. Tôi luôn xem con trai như người bạn nhỏ hai mẹ con có thể chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. Susie là cậu bé tình cảm và chỗ dựa tinh thần quan trọng của tôi, Trương Quỳnh Anh nói. Chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài điển trai của quý tử Susie ở tuổi 12. Theo chia sẻ, nhóc thì là người sống tình cảm, giản dị và tự lập từ nhỏ. Trên mạng xã hội, Trương Quỳnh Anh thường xuyên cập nhật cuộc sống đi du lịch, ăn uống cùng con trai. Hậu tan vỡ, Trương Quỳnh Anh làm bạn với người cũ để cùng nhau chăm sóc con trai chung.